Quay quay cái chậu này đây, quay cái chậu này đây. Bây giờ là đi làm thuốc, đi làm nước uống chứ. Yêu cầu bây giờ thì thế này đây này. Thì là lá thuốc là ta phơi ở trên đất, cho để cho nó sạch thì mình phải nấu uống và phải rửa đi. Tiết mục rửa bắt đầu. Nước siêu sạch. Sau đó giờ mình siêu sạch. Vớt bỏ xong vào nồi nấu uống ít thôi. Hai củ xà hoặc là hai bình nhỏ củ xà tươi. Nấu cứ mỗi buổi sáng để nấu thuốc như thế này, có nước trong này, thì cái nước này sẽ giúp cho tác dụng tiêu hóa, rất lợi cho tiêu hóa là một. Và uống về lâu dài thì có thể là làm giảm và làm mất số cái loại u ở trong người. Đây là bài thuốc dân gian của truyền rất quý, mà không phải ai cũng biết. Bây giờ tiết mục là ta đủ lấy nước. Hai phần ba lít nước.
độ vừa phải. Rồi. Hello.